công sẽ đến. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đừng đến những ngày vinh quang không còn xa, mà chúng ta đã chọn. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đừng đến những ngày vinh quang không còn xa. Thank you.
không, còn bị làm công ty cậu đi sớm về hơn nhưng mà bằng lương cậu không thi được. Giờ tôi lại lớn thế, yêu vừa như mơ, lại dành vừa mấy cơn tâm thương nhìn bên phim đàn. Vì mơ ngỡ ngát, lòng anh chẳng hỡi chát, tình yêu này đến lúc lúc thấy anh sang vượt qua. Chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi cũng đã chắc những người nào hay đã chiếm lấy tâm hồn tôi.
Hơi mỏi rồi đó nè. Thôi nghỉ đây mai làm tiếp nha. Tiếp tục nha nè. Dùng bạo lực cho nó anh em. Có nhiều người ta lấy kéo ta cắt ra luôn này, nhưng mà tụi không làm vậy đâu, lấy tiếp cái miếng dài đó.
cái lưng rồi này này.
Lúc nãy là tụi cắt xong rồi cái mũi dao này nó hơi lục đi, nhưng mà tụi bẻ đi thì nó bén lại nha anh em. Này tháo chắc 2 ngày mới xong. Đây là hơi khó rồi nha anh em, khó chơi rồi đấy. Sau gần một tiếng tháo là vợ quần băm phát rồi nha anh em. Há bên cùng đây.
em thấy tôi ngồi làm có siêng năng ngon em. Cần cù bù thông minh nha anh em, chứ không phải cần cù bù siêng năng thôi nha. Cần cù nó bù thông minh. Tao không biết gì về mày mà nói đúng, nhưng rồi mày thì biết gì về tao. Nói về cách xấu thì tụi mình đắt giống thật bước vào dòng nhẹ. Không ai là đề cao cho tới khi mày gặp fan ngoài đời và bắt tay khóc âm nhạc âm hỏi như thế nào. Anh có một túi mưa to giấu trong lớp ngoài gầy gò và cuộc sống luôn tìm mọi cách để mà được khoe như bầy chuột. Lấy đi hết những gì đẹp nhất để rồi thì ai cũng như ai. Ngập trong những lo toan cuộc sống hôm qua hôm nay cũng như mai. Anh không đưa em bay cao vì sau lưng anh không có lông vũ. Thế giới của anh bé xíu, anh là lo con kim luôn ông chủ. Anh không có những khu vườn hoặc trời hoa trở lại là thơm. Tặng em những cánh đồng mơ, mơ sơ sát như rẻ và rơm. Nghỉ tay chút nha anh em. Tiếp tục nha anh em. Tiếp tục nha. Em thấy góc của tôi chiêu có đôi giày Adidas của Jeremy Scott nha anh em. Một băng là sọc xanh, băng là sao các thứ sọc đỏ, sọc đỏ còi xanh, sọc đỏ sao xanh là cờ mì đó anh em, mỗi chiếc mỗi màu nha. Hơi bị đọc quá. Anh em nào rảnh làm máy này giết thời gian ok lắm anh em.
ta mấy công may vô, còn tôi thì tôi lấy công tôi tháo ra anh em, tôi ngược đầu. Gắn rấu sinh nông nấu rồi anh em. Bí ổi có lan ổi đi rêu đi xong đi đỡ nằm tội ơi. Cam sầm ổi sồi kêu như lơ xăng đỏ thần tỏi đây một nhịp lộn một nhịp giữa chính cúc lộn bắp xào me phong sát của ông ra nè nè thích tôi tháo chỗ nào tôi tháo nhà này học tôi có tháo theo thứ tự đâu.
logo này nha anh em. Thì khó rồi đó anh em, kiếm khúc nào dở làm tiếp.
chơi với cánh chim bay, thời gian in hàng bao đôi tay, mỗi chân đi về đâu, mưa không gian bao trời ngôi sao. Tiếp tục nha anh em, tiếp tục nha. Anh em thấy góc của tôi chiêu có đôi giày Adidas của Jeremy Scott nha anh em, một băng là sọc xanh và là sao rồi các thứ sọc đỏ, sọc đỏ cờ xanh, sọc đỏ sao xanh là cờ Mỹ đó anh em, mỗi chiếc mọi màu nha, hơi bị độc quá. Anh em nào rảnh làm máy này giết thời gian ok lắm anh em.
tông may vô, còn tôi thì tôi lấy công tôi tháo ra anh em. Tôi ngược đầu. Rảnh rấu xinh nông nấu rồi anh em. Phân xác của ông ra nè em. Tôi tháo chỗ nào tôi tháo nhà em, tôi có tháo theo thứ tự đâu.
logo rồi nha anh em. Hơi khó rồi đó anh em, kiếm khúc nào dở làm tiếp.
chơi với cánh chim bay, thời gian đứng hàng bao đôi tay, mỗi chân đi về đâu, mưa không gian bao trùm nỗi sợ. Tôi sẽ hướng dẫn anh em cách tháo quần, tháo một cái quần mà mình không mặc nữa, là cái đồ mình bỏ mình không làm gì đó em, mình tháo ra đỡ mình may thành túi này kia. Là đây là một cái miếng của cái con quần sọt nha, tôi tháo ra nha anh em, để tôi may thành túi kiểu như đấy, mình sẽ may mấy góc của nó lại. Mình sẽ có một cái túi nha, nó khá là độc lạ Bình Dương nha, và tôi chưa có máy may cho nên là tôi làm biếng may tay ra đây. Đây là tôi custom một cái logo Ebisu để anh em, tôi cắt cái logo Ebisu đẹp không. Bây giờ tôi lấy kim chỉ này, tụi mày này, không phải độ mới tôi làm biến đó nè. Tôi tháo cái túi là tôi mày logo Ebisu lại đem. Đấy Ebisu à, không phải như mấy dân chơi mà kia nha. Đây là tôi sẽ làm vài đeo này đó, mình sẽ đeo đây. Đấy, nó chỉ là cái vài túi này nè. Tôi sẽ review cho anh em mấy con quần. Đây là con bim la bông nha anh em. Đấy. Đấy. Mấy con quần này size nó khá là lớn. Size nó to lắm. Con quần này anh em biết giá của mấy con này nhiêu không? Con này giá hơi cao quá. Đây. Cái quần này là tôi mua là giá 50 đô đó nha anh em, nó còn đủ rồi không? Nhưng mà tôi mua ở trong tiệm đôi xì chỉ có giá 20 ngàn, tôi mua một lô rồi anh em, tôi thấy nó một lô không nhiều, tôi mua cứ 20 ngàn cái tôi mua một mớ đó. Bây giờ tôi sẽ tháo nó ra nha, tôi sẽ tháo từng cái khúc chì của nó ra nha. Mấy này đẹp Ebisu nó with silver, cái thứ là nó nhiều đi theo nha anh em. Tháo từ cái lưng, tháo ra. Anh em tháo cẩn thận nha, tháo cẩn thận đánh liệm cái đồ nha anh em.
thời gian tôi ngồi tôi làm như vậy không hỏi anh em, tôi làm nó tôi biết làm gì đó, xem tôi ngồi tôi làm cái này, tôi biết là sẽ có lúc là tôi sẽ ứng dụng nó vào cuộc sống. Giao đúng ổ kẹp luôn, quá chán. 12.000 đâu đòi hỏi được, không được đòi hỏi. Mai mốt tôi sẽ mua cái dao xịn hơn rồi tôi làm em. Tình tôi bao lâu nay vẫn giữ nguyên vẹn cho anh mặc dù ta đã chia tay lâu rồi. Giờ này em nơi đây vẫn nhớ nhung, vì sao mai anh đã chúc phúc tay một lần. Bảy năm qua ta yêu nhau, ta đã cho nhau gặp nhau thật bao lâu để tôi quên được con. Bạn bè tôi hay hỏi con sao vẫn chưa yêu được rồi, làm sao tôi có thể nào yêu ai. Và 7 năm qua ta yêu nhau, ta đã cho nhau thật nhiều. Thank you.
thương tôi vì em đã mang lời thân nhỏ bỏ tôi đứng bên đường kia. Lòng tôi có đôi lần khẽ cười rồi bên vết thương tôi quỳ vì em đã mang lời thân nhỏ bỏ tôi đứng bên đường kia.
vất vả nè, hôm nay nó cũng hơi cần sự tỉ mỉ nha, cẩn thận chứ không là chóc sơn tay vậy anh em.
chắc nước cũng lạnh rồi, chạy xuống ấy uống nha anh em, pha quả bột uống cho bổ dưỡng sức khỏe nha anh em. Đây, bột đây. Khá là bổ nha anh em, này nó như ngũ cốc kia anh em. Và mẹ tôi đã mua đậu xanh, đậu đen nè, xong rồi đã mua đậu nành, đậu ngự, đậu đỏ rồi các kiểu, các loại đậu. Và đầu mẹ tôi đã rang lên, đã rang bằng lửa than nha anh em, đã rang bằng lửa than, xong rồi là rang cho nó chín lên rồi bắt đầu mẹ tôi đã đi xay ra, xay nhuyễn ra như thế này đó. Xay cái này ra đó. Rồi mình sẽ bỏ chút đường vào nha anh em, bỏ đường nha, bỏ muỗng đường nha. Để cho mấy bạn làm biếng ăn là tốt lắm. Rồi, ok, bỏ đường. Xem thì bỏ chút sữa, sữa đặc rồi nha anh em. Bỏ một miếng sữa để cho nó béo. Đó, chút sữa vô nó nè. Ok nha. Nước sôi vô nha anh em. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu không đẹp lắm. Tiền thuốc ảnh thuốc nha. Máu mua này anh em, máu mua đã làm công chuyện. Cái này á, 12 ngàn. Rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn, con phố vắng tay ngắm ai về trong mưa. Đêm khuya đi, tay lắc soi đêm hè nhòe mắt ai, bao dòng lệ cay đã. Em giờ đây, nơi xứ xa quê người, hạnh phúc có không? Như em thường mộng mơ, dòng thư hồi âm vương tiếng em thở dài, đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước. Xưa mà tôi học giỏi, tôi đừng quậy phá, tôi đừng nghèo lại, giờ tôi làm ca sĩ rồi anh em. Tình yêu ngày xưa không sao níu kéo bước chân em, phút giây dại khờ một ai nỡ mai cướp mất em tôi.
Và giờ đây khi câu hoa đã qua đi, còn lại gì em tiếc nuối. Giờ tôi bỏ tủ lạnh nha. Tôi bỏ tủ lạnh cho nó mát một chút. Tại ngon hơn khi uống lạnh nha anh em. Đấy. Say. Tình yêu ngày xưa không sao níu kéo bước chân em, phút giây dại khờ một ai nỡ mai cướp mất em tôi. Và giờ đây khi cơn mơ đã qua đi, còn lại gì em tiếc nuối. Cả anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi không được bên em. Làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai. Đây, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách tháo một con rin nha. Để lấy phôi vải ra mình custom đồ nha anh em. Rồi, bye bye anh em. Chào Như Hướng Hồn. Tiếp tục nha anh em. Dùng bạo lực cho anh em. Bạo lực.
Cánh dừng rồi ta lấy kéo ta cắt ra luôn này, nhưng mà tụi không làm vậy đâu, lấy tiếp cái miếng dài đó.
lúc nãy là tôi cắt đó, xong rồi cái mũi dao này nó hơi lục đi, xong rồi tôi bẻ đi là nó bén lại nha anh em. Này tháo chứ 2 ngày mới xong. Chơi rồi đấy.
em thấy tôi ngồi làm có siêng năng ngon em. Cần cù bù thông minh nha anh em, chứ không phải cần cù bù siêng năng thôi nha. Cần cù nó bù thông minh. Tao không biết gì về mày mà nói đúng, nhưng rồi mày thì biết gì về tao. Nói về cách xấu thì tụi mình đắt giống tao bước vào dòng nhẹ. Không ai là đề cao cho tới khi mày gặp fan ngoài đời và bắt tay khóc với con nhẹ. Anh hỏi như thế nào? Anh có một túi mưa to giấu trong lớp ngoài gầy gù, và cuộc sống luôn tìm mọi cách để mà được khoe như bầy chuột. Lấy đi hết những gì đẹp nhất để rồi thì ai cũng như ai. Ngập trong những lo toan cuộc sống hôm qua hôm nay cũng như mai. Anh không đưa em bay cao vì sau lưng anh không có lông vũ. Thế giới của anh miếng xíu anh là lo con kim luôn ông chủ. Anh không có những khu vườn mà trời hoa trở lại là thơm. Tặng em những cánh đồng mơ, mơ sơ sát như rẻ và rơm. Nghỉ tay chút nha anh em. Thao tiếp nha anh em. Một cái quần như này mình tháo ra rất là lâu nha anh em. Mình tháo ra rồi mình làm thành túi đồ này nọ lâu lắm. Rồi anh em phải kiên nhẫn nha. Tôi là tôi kiên nhẫn tôi đi thấp lắm. Tôi là ít kiên nhẫn lắm. Đây tôi tập kiên nhẫn. Cố gắng tập kiên nhẫn nha. Thành công sẽ đến.
sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Mình đến những ngày vinh quang không còn xa, mà chúng ta đã chọn. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Thank you.
không còn đi làm công ty, còn đi sớm về hôm nay bằng lương của công ty để rồi tôi lại lớn thêm yêu thương như mơ ngày xuân cùng mấy cơn tâm thương nhìn bên phim đàn chẳng ai phải thắc mắc còn tôi thì đã chắc những lời mùa hơi đã chiếm lấy tâm hồn tôi
Hơi mỏi rồi anh em. Thôi nghỉ đây mai làm tiếp nha. Tiếp tục nha anh em. Dùng bạo lực cho anh em. Bạo lực. Có nhiều người ta lấy kéo ta cắt ra luôn này, nhưng mà tụi không làm vậy đâu, lấy tiếp cái miếng dài đó.
áo của lông người rồi này.